là các bạn là mối nối điện mà mình vừa mới làm xong. Đây là mối đẹp như này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm như nào. Đây, khai sẽ lấy lõi ra và tuốt ra. Bước 1 là lấy kìm tuốt, tuốt. Bước 2, đo cái sợi dây của nó bằng. Nó ở đây nó còn như là còn những ba chấm qua mọi loại đầu. Đây nó có dạng như này này, bên kia cũng vậy. Tim các bạn sẽ lấy ba cái dây vừa rồi các bạn vừa chụp đây, ba cái dây vừa rồi các bạn vừa làm đấy, bẻ bằng góc 90 độ lên. Cái dây bây giờ giữa ấy đây. Đây là cung tim nhá. Nó mới đẹp được. Đây là tiếp tục hai cái dây còn lại đi vòng theo cái đường đấy các bạn vừa nói. Tiếp tục hai cái dây còn lại đi tiếp từ đường vừa nói tiếp. Cứ đi như vậy. Số dây cũng cứ tạo ra. Chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây, các bạn sẽ đi như này. Không. Ở bên này các bạn cũng làm tương tự như vậy. Mà tìm 3 cái dây. Để đi giữa. Đây, đây, đây nó, các bạn xuống ngược lại. Xuống ngược lại. Vừa nó tới đỉnh là nó vô được không? Hết đâu là các bạn xoắn tiếp cái đường này đi lại. Hết tiếp thì các bạn xoắn tiếp ở đây, sau đây kìm mọi nhịp mọi chuột xoắn lại.
kêu cứ tự sao đâu, bây giờ tới đây cũng tìm bố giờ đúng thì lâu nó không biết chuyện gì. Bền đẹp là các bạn phải thử kéo không ra không sao hết, chắc chắn bền đẹp.